Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra rằng 4 trong số 10 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2016. Ngoài ra, có khoảng 40 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân hoặc là béo phì vào năm 2020. Thừa cân được định nghĩa là có chỉ số khối cơ thể, tức là BMI, lớn hơn 25 và béo phì được định nghĩa là có chỉ số BMI lớn hơn 30. Thì trong bản đồ mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, chúng ta có thể thấy là tỷ lệ người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì giữa các quốc gia khác nhau như thế nào. Mọi người có thể thấy là tỷ lệ những người thừa cân có xu hướng cao hơn ở các nước giàu và thấp hơn ở các nước có thu nhập thấp hơn, tức là càng giàu thì chúng ta ăn càng nhiều hơn. Ở hầu hết các nước có thu nhập cao thì khoảng 2 phần 3 số người trưởng thành bị thừa cân hoặc béo phì. Trên khắp Nam Á và châu Phi cận Sahara thì cứ khoảng 1 trong 5 người trưởng thành thì đã có chỉ số BMI lớn hơn 25. Thừa cân hoặc béo phì ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn cuộc sống, từ trẻ con đến thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh. Chúng ta thử kể tên một vài ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đi kèm với hiện tượng thừa cân và béo phì nha. Đột quỵ và các bệnh tâm thần như là trầm cảm lâm sàng, lo lắng và các rối loạn tâm thần khác nè. Thứ hai là các bệnh tim mạch như huyết áp cao, cholesterol xấu cao, ngược lại cholesterol tốt thì bị thấp hoặc là bị rối loạn lipid máu. Thứ ba là bệnh tiểu đường type 2. Thứ tư là bị đau cơ thể, gặp khó khăn khi hoạt động thể chất và bị viêm mãn tính do bị tăng stress oxy hóa. Thứ năm là viêm xương khớp do là sụn và xương khớp của chúng ta có vấn đề. Thứ sáu là một số bệnh ung thư như là ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú, ung thư ruột kết, thận, túi mật và ung thư gan. Thứ bảy là hiện tượng ngưng thở khi ngủ và các vấn đề về hô hấp. Và thứ tám là chất lượng cuộc sống sẽ bị thấp hơn hoặc là dẫn đến cả việc tử vong. Những cái nguy cơ mắc các bệnh này tăng lên ngay cả khi một người chỉ hơi thừa cân thôi, và mức độ nghiêm trọng nó sẽ tỷ lệ thuận với mỗi kg mà chúng ta bị dư thừa. Nhưng có điều đáng mừng là thừa cân và béo phì thì phần lớn chúng ta có thể phòng ngừa được. Điều cốt lõi là phải tìm ra được sự cân bằng giữa lượng calo tiêu thụ và lượng calo tiêu hao của cơ thể. Thực tế là không có bất cứ một loại thực phẩm hay là chất dinh dưỡng nào là mặc nhiên sẽ giúp bạn tăng cân hay là giảm cân hết. Yếu tố then chốt ở đây chính là tổng lượng calo tiêu thụ và tiêu hao sẽ quyết định trọng lượng cơ thể của bạn. Nếu bạn không ở trạng thái thâm hụt calo thì bạn sẽ không thể giảm cân, đơn giản là như vậy thôi. Việc tiêu thụ ít calo hơn, tức là những cái lượng calo từ những thức ăn mà chúng ta ăn uống vào, và tiêu hao calo nhiều hơn, tức là lượng calo được đốt cháy trong quá trình vận động của cơ thể, thì đây là điều cơ bản mà cần thiết nhất để chúng ta có thể giảm cân được. Nói chung thì để giảm khoảng nửa ký chất béo hàng tuần thì bạn cần đạt mức thâm hụt calo 500 mỗi ngày, tức là nửa ký chất béo thì nó tương đương khoảng 3.500 kcal. Và Oriflame khuyên bạn chỉ nên giảm từ nửa ký đến 1 kg mỗi tuần thôi. Đây là mục tiêu an toàn và thực tế. Bởi vì nếu giảm hơn số này thì có thể sẽ gây ra căng thẳng cho cơ thể và dẫn đến sự trao đổi chất bị chậm hơn. Và về lâu dài thì nó sẽ càng làm tăng cảm giác đói của bạn. Khuyến cáo chung là không tiêu thụ thấp hơn 1.200 calo mỗi ngày đối với phụ nữ và 1.500 calo mỗi ngày đối với nam giới. Các chức năng cơ thể của chúng ta chẳng hạn như là tim đập và quá trình xử lý của não sẽ không thể hoạt động bình thường được nếu như mà cơ thể không nhận đủ một lượng calo nhất định hàng ngày. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới khi mà chúng ta có thể tiếp cận với thức ăn mọi nơi mọi lúc. Đó là lý do tại sao rất khó để theo dõi lượng calo tổng thể của bạn trong suốt một ngày nếu như mà chúng ta không đo đếm từng calo một. Nhìn chung thì các bữa ăn chính như là bữa ăn sáng, bữa trưa hoặc là bữa tối thì thường chứa khoảng 500 calo mỗi bữa. Một số món ăn thì có thể sẽ chứa nhiều calo hơn, ví dụ như là một chiếc bánh pizza thì nó có thể chứa đến 1.000 calo. Như đã nói thì để giảm ít nhất nửa ký một tuần thì bạn cần phải giảm được 500 calo ăn vào hàng ngày. Và thay vì cố gắng bỏ bữa và có nguy cơ sẽ không nhận đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe, thì
Chúng ta có một cách đơn giản hơn để kiểm soát được lượng calo mà không cần phải đo đếm từng calo một, đó chính là sử dụng những bữa ăn thay thế và bổ dưỡng. Bữa ăn thay thế thì thường chứa từ 200 đến 250 kilocalo tùy thuộc vào thương hiệu bạn chọn, và nó được thiết kế để cung cấp khoảng một nửa lượng calo của một bữa ăn chính thông thường. Vì vậy, nếu bạn thay thế hai bữa ăn chính mỗi ngày bằng một bữa ăn thay thế thì nó sẽ cắt giảm được khoảng 500 calo từ chế độ ăn uống của bạn mà bạn cũng không sợ phải bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng lành mạnh. Bữa ăn thay thế là các sản phẩm dạng bột lắc, thổi bánh hoặc là súp với lượng calo và chất dinh dưỡng được kiểm soát để sử dụng thay thế bữa ăn hàng ngày với mục đích giảm cân hoặc là duy trì cân nặng sau khi giảm. Cùng với chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh, bữa ăn thay thế cung cấp một giải pháp an toàn, thuận tiện và khỏe mạnh, giúp đạt được mục tiêu quản lý cân nặng và duy trì số cân đã giảm trong thời gian dài. Nếu không được lên kế hoạch tốt thì một chế độ ăn hạn chế calo có thể dẫn đến việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng như là protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Điều này có thể tác động tiêu cực đến cơ thể và mức năng lượng của chúng ta. Chính vì sản phẩm thay thế bữa ăn rất giàu dưỡng chất, chúng sẽ có khả năng bù đắp đủ lượng chất dinh dưỡng thiết yếu khi chúng ta áp dụng một chế độ ăn hạn chế calo. Vì những sản phẩm này được dùng với mục tiêu thay thế một bữa ăn, các sản phẩm này buộc phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể về thành phần dinh dưỡng và năng lượng để có thể được gọi là bữa ăn thay thế hoàn chỉnh. Liên minh châu Âu đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt cho sản phẩm thay thế bữa ăn để đảm bảo rằng đây là phải là những sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả cho cả việc giảm cân và duy trì cân nặng. Những quy định này thì tất nhiên phải dựa trên các cơ sở khoa học và đã được khoa học chứng minh. Các sản phẩm thay thế bữa ăn phải cung cấp các chất dinh dưỡng thường có trong các bữa ăn, nhưng đồng thời lại phải chứa lượng calo thấp hơn so với bữa ăn thông thường. Ở cấp độ toàn cầu, Oriflame tuân thủ các tiêu chí của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, viết tắt là EFSA, về công thức của sản phẩm Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng. Sản phẩm phải cung cấp không dưới 200 calo và không quá 250 calo cho mỗi khẩu phần. Phải cung cấp ít nhất 25% và không quá 50% tổng năng lượng của khẩu phần đến từ protein, và không được vượt mức 30% tổng năng lượng có sẵn đến từ chất béo và chứa ít nhất 1 gram axit linoleic dưới dạng glyceride. Lượng vitamin và khoáng chất phải đạt ít nhất 30% giá trị tham chiếu cho chế độ ăn uống dành cho người trưởng thành trong mỗi khẩu phần. Và các sản phẩm meal replacement giúp kiểm soát cân nặng chỉ được sử dụng như là một phần trong chế độ ăn uống hạn chế calo mà thôi, và chúng không thể được sử dụng để thay thế hoàn toàn chế độ ăn suốt cả một ngày của chúng ta. Xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm súp nấm Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng của Oriflame. Sản phẩm này ở dạng bột khô được chứa trong lon giấy gồm 21 khẩu phần, chỉ với lượng calo rất hạn chế nhưng lại vô cùng bổ dưỡng, bao gồm đầy đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nếu bạn đang muốn có một món súp mặn ngon miệng mà vẫn cảm thấy no, thì súp nấm Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng sẽ giúp được bạn đấy. Khi pha chế với sữa bò hoặc thay thế bằng sữa đậu nành, thì mỗi khẩu phần chỉ chứa từ 221 đến 235 calo, nhưng cung cấp được khoảng 20 g protein và từ 3,8 đến 5,9 g chất xơ tùy thuộc vào cách pha chế khác nhau. Và trên hết, các sản phẩm thay thế bữa ăn Wallosophy đều chứa 23 vitamin và khoáng chất thiết yếu, gồm 13 vitamin và 10 khoáng chất. Sản phẩm Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng của Oriflame chứa tất cả các chất dinh dưỡng có trong một bữa ăn lành mạnh thông thường, nhưng chỉ với một nửa lượng calo, đơn giản nhờ vào từng khẩu phần đã được kiểm soát cẩn thận. Để pha một món súp mặn, bạn cần cho 25 g bột vào 300 ml sữa bò 1,5% béo vào một chiếc nồi nhỏ. Để ăn chay thì bạn có thể pha với 310 ml sữa đậu nành thay vì sữa bò. Chúng ta cần khuấy nhẹ trong khi đun để bột tan đều và dùng khi bột vừa nóng ấm, và không đun đến khi sôi, bởi vì khi ở nhiệt độ sôi thì một số vitamin và khoáng chất sẽ bị mất đi.
Có hai cách để sử dụng sản phẩm này. Cái thứ nhất là với mục tiêu giảm cân thì chúng ta có thể thay hai bữa chính trong ngày bằng sản phẩm meal replacement giúp kiểm soát cân nặng. Đồng thời chúng ta cần phải uống nhiều nước để cơ thể luôn được hoạt động tối ưu. Cách sử dụng thứ hai đó là khi mà chúng ta đã giảm được cân thành công và chúng ta muốn duy trì cái số cân nặng mà chúng ta đã cảm thấy hài lòng, thì khi đó chúng ta chỉ cần thay một bữa chính trong ngày bằng sản phẩm meal replacement giúp kiểm soát cân nặng. Còn lại thì chúng ta sẽ ăn hai bữa chính như bình thường. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ phải uống nhiều nước để cho sức khỏe của chúng ta được đảm bảo. Sản phẩm súp nấm thay thế bữa ăn giúp kiểm soát cân nặng cũng được lấy cảm hứng từ chế độ ăn uống Bắc Âu và chứa protein từ đậu Hà Lan và đậu pha ba ở dạng bột. Đây là hai loại protein thực vật bền vững chứa tất cả các axit amin thiết yếu. Khi pha với 200 ml sữa bò hoặc là 310 ml sữa đậu nành thay thế thì sẽ tạo nên nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chất lượng cao. Nguồn chất xơ từ đậu Hà Lan, đậu pha ba, yến mạch và rau diếp xoăn. Nguồn chất béo lành mạnh đến từ dầu hướng dương giúp cung cấp các axit béo thiết yếu. Ngoài ra nó còn chứa 23 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Công thức này không chứa thực vật biến đổi gen, không chứa gluten, không chứa màu hay hương vị nhân tạo, không hóa chất bảo quản, không cho thêm đường cũng như là chất làm ngọt nhân tạo vào công thức của sản phẩm này. Các sản phẩm chứa các thành phần tự nhiên và có nguồn gốc thuần thực vật, có nghĩa là nó phù hợp cho cả những người ăn chay. Oriflame luôn tuân thủ các tiêu chuẩn sản phẩm được quốc tế công nhận, bao gồm các tiêu chuẩn khắt khe của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu và Ủy ban châu Âu. Sản phẩm Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng của Wellosophy đáp ứng các tiêu chí tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe được ủy quyền của châu Âu cho các tuyên bố. Đạt chuẩn cho sản phẩm thay thế bữa ăn để kiểm soát cân nặng, hàm lượng protein cao. Protein góp phần duy trì khối lượng cơ bắp cũng như là góp phần tăng trưởng khối lượng cơ bắp. Nói ngắn gọn thì các thành phần trong Meal Replacement giúp kiểm soát cân nặng sẽ hỗ trợ các lợi ích như là giảm cân, duy trì cân nặng, hệ thống miễn dịch, trao đổi chất, năng lượng, sức khỏe cơ bắp, sức khỏe của hệ xương, sức khỏe của mắt, thị lực, sức khỏe của làn da và đặc biệt là bảo vệ cơ thể chống lại hiện tượng oxy hóa. Sản phẩm này sẽ ra mắt từ tháng 10 năm 2023 với giá bán là 1.262.000 đồng một hộp cho 21 khẩu phần sử dụng. Và như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành việc tìm hiểu kiến thức về sản phẩm viên vitamin và khoáng chất tổng hợp dành cho nam và nữ của dòng Wellosophy, cũng như là sản phẩm thực phẩm thay thế bữa ăn giúp kiểm soát cân nặng súp nấm. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.